Chờ vài cô đốc được lắp âm. Cái này chậu đơn của à, cái này là cái vòi của vòi tích hợp ba đường nước này. À, RO này. Đấy. Và đây là đường nước nóng lạnh. Bên đây là hai giá xoong, hai giá đẩy xoong. Đây là chậu vòi, cũng là chậu vòi cô nốc, à, nắp bán âm. Đây là các phụ kiện kèm theo thớt, roll mat. Đây là giá bát nâng hạ. Này, tiếc cái là cánh này làm cánh mở. Nhưng mà nặng lên đấy thì làm sao nó đẩy lên được hả? Đây nó có lực hỗ trợ rồi. Vâng. Đây là hút vát của Loka mã 6018P xuất xứ Ba Lan. Đây là bếp bốt của. À, bên đây là giá bát cố định. Cánh mở. Dạ, cái này lúc cô dùng thì cô hất này ra. Và cô bật. Vâng. Đấy. Vâng, khi nào cô nấu xong cô ấn nó vào. Vâng. Đấy. Lúc nào cô dùng xong rồi. Không cứ để nguyên này cũng được. À mà thực ra là khi nấu bình thường mình cứ để nguyên được. Khi mà mình nấu nhiều hơn nữa thì giá gia vị. Nè, nó xay này mình. Nè, bữa này. Lấy cái trên. Này nó này. Đã dao thớt. Cái này để thớt con này. Ừ. Cái này để khai khe cày dao. Đũa xìa gọi là gia vị đây một chút nữa. Ừ. Dưới tầng dưới là mình để là một chút đồ. Cái này làm cánh kéo ra thì đẹp. Cái trong thôi cái cánh mà mình kéo là tặng kéo. Kéo cả cái kia ra đi. Cái này là chưa xong. Tại vì nhà tôi là cánh kéo mà. Cái này là liên hoàn nhưng mà đang thiếu cái giỏ tí cho lắp rồi. Rõ. Ra góc liên hoàn. Thì nhà tôi là các cái cánh thì nó kéo càng giá hơn. Nên là đây, tiện hơn. Đây kiểu tân cổ điển nên là. Đây là tủ kho 6 tầng. Tôi mở ra là nó kho ra luôn. Vâng. Nắp đây là kiểu nắp dạng ngăn kéo của.